đang có thách thức gì đây? Các bạn đã theo dõi cái chuỗi video này và các bạn đã biết rồi, chúng ta đang có thách thức mỗi ngày chúng ta đưa vào cơ thể mình một bữa ăn đến từ các loại rau củ quả tươi và hạn chế tối đa cái việc chế biến để giữ được vitamin, enzyme, muối khoáng, những chất phòng chống ung thư, những cái chất mà chống lão hóa có từ những siêu thực phẩm đến từ thiên nhiên. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể bắt đầu bước vào cái thách thức 21 ngày này? Hôm nay Anna sẽ chia sẻ với các bạn một số những cái mẹo để bạn có thể bắt đầu nó một cách nhanh nhất nhé. Cái mẹo số 1 là bạn cần phải nhớ rằng là bạn cần phải tin tưởng rằng là và bạn cần phải thường xuyên nói với chính bản thân mình rằng cái thách thức này vô cùng đơn giản. Gọi nó là thách thức thực ra hơi quá. Bởi vì sao ạ? Bởi vì thực tế thì mỗi ngày nếu như chúng ta ăn một bữa đến từ rau củ quả, thậm chí nó còn làm cho cái bữa ăn của chúng ta đa dạng hơn này, đồng thời là nó làm cho mình đỡ ngán. Tại vì một ngày Anna cho rằng có rất nhiều bạn buổi sáng tỉnh dậy và không biết ăn gì, đúng không ạ? Chẳng nhẽ mình lại tiếp tục ăn phở sao, hủ tiếu sao, hay là bánh mì, hay là xôi, tất cả nó cũng chỉ có từng đó món thôi. Và bây giờ nếu như bạn biết thêm một số những cái cách ăn uống khác thì bạn sẽ thấy rằng là mỗi ngày đưa vào cơ thể một cái bữa đồ tươi, nó sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm thời gian. Bởi vì chế biến nó cực kỳ đơn giản, bạn sẽ không phải bị nóng này, bạn cũng không phải mất nhiều thời gian để chế biến ở trong bếp này. Bạn chỉ cần để rất là nhiều đồ tươi ở trong tủ và bạn đã có thể sử dụng được chúng rồi. Vậy cho nên là mẹo số 1, bạn hãy nhắc với cơ thể của mình rằng, với tâm trí của mình rằng cái cách mà chúng ta đưa vào cơ thể mỗi ngày một bữa như thế này, từ rau củ quả, thực phẩm tươi sống như thế này là vô cùng đơn giản. Số 2, nếu như mà bạn bắt đầu, bạn chọn cái bữa ăn của chúng ta vào bữa sáng, thế thì bữa sáng cái đơn giản nhất mà mình có thể làm đó là sinh tố. Sinh tố thì Anna hướng dẫn bạn một mẹo nhỏ nhé. Đối với sinh tố, mình có thể chọn rất là nhiều những cái loại thực phẩm mà từ trái cây mà có độ ngọt, thậm chí là xoài này, chuối này, đu đủ này, bạn đều có thể chọn hết. Nó không làm bạn tăng cân bởi vì mình còn pha trộn với những cái món khác nữa. Và bạn có thể dùng trà là để làm tăng cái vị ngọt nếu bạn cần vị ngọt này. Bạn hãy sử dụng thêm các loại bột ngũ cốc, bột protein cho vào để làm gì ạ? Để làm cho cái bữa sáng của bạn ấy nó đầy đủ như là một cái bữa ăn lớn luôn. Và rất là thoải mái, cơ thể của chúng ta vô cùng nhẹ nhàng và bạn sẽ tập trung được hơn khi bạn bắt đầu một ngày mới bằng một cái bữa ăn mà có đầy đủ cả protein, có cả chất béo, có cả tinh bột mà lại hoàn toàn làm từ những cái loại thực phẩm tươi sống, những loại thực vật. Và điều đó sẽ giúp cho bụng của bạn nhẹ hơn, cho bạn tăng được cái khả năng tập trung và bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Thứ ba, nếu như bạn chọn cái bữa ăn là bữa trưa thì bạn nên làm như thế nào ạ? Nếu bạn chọn vào bữa trưa thì bạn hãy làm đầy dạ dày của mình bằng tất cả những loại trái cây. Tức là bữa trưa của bạn nên có càng nhiều trái cây càng tốt. Bạn có thể chọn ăn kèm thêm với cả những cái loại trái cây thuộc danh mục thực phẩm tàng hình. Ở đây ớt chuông và dưa leo thực ra mình xếp vào các loại rau, nhưng mà mình cũng có thể cho vào mình ăn luôn cùng với cả các loại trái cây. Bạn có thể ăn rất nhiều thứ khác nhau. Bạn hãy ưu tiên chọn những loại thực phẩm có nhiều nước nhé. Cam này, dưa lưới này, dưa hấu này, các nhóm các quả mọng như là kiwi này, dâu tây này, dâu tằm này, việt quất này, cherry này, đều là những cái loại mà bạn có thể thưởng thức. À, Anna quên nhắc đến bạn là táo. Táo cũng là một trong những cái thực phẩm vô cùng Anna dùng từ như thế nào nhỉ? Rất là trung lập và có thể kết hợp với rất là nhiều những cái loại thực phẩm khác nhau. Và nếu như bạn làm đầy bữa ăn trưa của mình bằng những cái loại trái cây và rau củ như vậy thì bạn sẽ cảm thấy rằng là chúng ta bắt đầu cái thách thức này cũng vô cùng đơn giản luôn. Rồi, nếu như bạn chọn cái bữa ăn từ những thực phẩm tươi này vào bữa tối thì cái tip số 4 là chúng ta sẽ đến với những món salad.
Bạn có thể chọn ăn những món salad vào bữa tối. Mình có thể ăn một đĩa nhỏ hoặc là một đĩa lớn. Anna khuyến khích bạn rằng là mình cũng không cần phải là tươi 100%, tức là mình có thể mua sẵn một số những cái loại nước sốt rất ngon có bán ở trong siêu thị, mà Anna thì Anna rất là thích nước sốt mè rang, cho nên bạn có thể sắm ngay cái nước sốt mè rang về để chúng ta chuẩn bị cho bữa salad vào bữa tối, nếu bạn chọn cái bữa ăn này vào bữa tối. Và kết thúc cái món salad đó thì bạn cũng hoàn toàn có thể ăn thêm một chút những cái loại rau củ quả nếu bạn chọn vào bữa tối. Và bất kể là bạn chọn bữa ăn từ những loại thực phẩm thiên nhiên theo phương pháp của Yobo là bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối, thì cũng hãy nhớ cung cấp cho mình một nắm tay những cái loại hạt. Một nắm tay những loại hạt, bạn có thể chọn là hạnh nhân, óc chó, mắc ca, đậu phộng. Còn nếu mà bạn có mè đen và mè trắng thì bạn có thể trộn nó vào trong cái món smoothie của mình, những cái loại mè đã được xay nhuyễn ra. Tại vì mè nếu mình ăn ăn bình thường á, mình ăn như là mình ăn chơi á, thì nó hơi khó ăn. Và như vậy thì dù là bữa ăn nào bạn cũng sẽ được cung cấp đầy đủ là protein, có cả tinh bột, và có cả tinh bột ở đây mình nói đến đường gluco nhé. Ví dụ như bạn ăn rất là nhiều những cái loại trái cây thì trong đấy nó đã có đường fructo, có đường gluco, và nó cùng họ với là tinh bột nhé. Đây là cung cấp đường cho cơ thể của mình và nó cho bạn một cái bữa ăn cân bằng và đủ chất theo những cái chất mà cơ thể của chúng ta cần, chứ không phải là theo thói quen ăn uống trước giờ của chúng ta. Vậy là chúng ta đã đi đến bốn cái mẹo khác nhau rồi. Để bắt đầu cái quá trình thách thức 21 ngày này thì cái mẹo số 5 mà Anna chia sẻ với bạn đó là bạn cần cho cơ thể chúng ta tập thể dục. Tại vì sao ạ? Tại vì rằng là nếu như bạn đưa vào cơ thể càng nhiều những chất dinh dưỡng, càng nhiều dưỡng chất, càng nhiều vitamin, càng nhiều enzyme thì nó sẽ cần được vận chuyển đến từng tế bào sâu nhất ở những tầng sâu nhất của cơ thể, thì nó sẽ cần vận động. Cái quá trình vận động đấy sẽ làm cho mọi cái chu trình trong cơ thể của chúng ta đều diễn biến nhanh hơn và thuận lợi hơn. Máu sẽ được lưu thông tốt hơn, chất thải được bài tiết tốt hơn, chất dinh dưỡng được cung cấp tốt hơn, việc hít thở, trao đổi khí được hoạt động tốt hơn, và quan trọng là dẫn truyền xung thần kinh cũng được kích hoạt tốt hơn. Và điều đó sẽ giúp cho bạn nhanh có kết quả hơn, dáng bạn nhanh chóng thon gọn hơn, da mặt của bạn nhanh chóng căng hơn, sức khỏe của bạn được cải thiện tốt hơn và năng lượng của bạn lúc nào cũng tràn trề. Và với vậy nên là bạn hãy nhớ rằng là hãy dành cho cơ thể của chúng ta những thời gian tập thể dục. Bộ môn yêu thích của Anna mà Anna hãy vẫn thường khuyến khích các bạn là gì? Đầu tiên đó là bất kể môn nào mà bạn có thể tập ở nhà, tập ở văn phòng, tập ở phòng tập, tập ở ngoài đường, môn nào cũng được miễn là bạn có thời gian cho nó. Vậy cái tần suất mình tập là gì? Có thể 3 lần một tuần, có thể 4 lần một tuần nếu bạn có thể đến phòng tập. Còn khi ở nhà thì bạn biết rồi đấy, lúc nào bạn cũng có thể nhún nhảy cơ thể mình trong vòng 20 phút. Hiện tại ở trên kênh YouTube có rất nhiều những cái hot flexor hoặc là rất nhiều những cái kênh họ làm những cái video tập luyện, và khi bạn không có thời gian để ra ngoài, khi bạn không có thời gian để đến phòng tập thì bạn hãy bật YouTube lên và hãy nhún nhảy theo nhạc. Khoảng 20 phút thôi một ngày, bạn hãy làm như vậy để cho cơ thể của chúng ta có cơ hội được vận chuyển và trao đổi các cái chất nó thuận lợi nhé. Tip số 6, đây là một cái tip vô cùng quan trọng. Thực ra ấy, Anna vẫn thường hay nói rằng là cái tâm trí của mình và cơ thể của mình tuy một là hai, tuy hai là một. Anna thiết nghĩ rằng là cái người bạn đồng hành, người chồng, người vợ, người yêu của mình ấy, họ vẫn là người đến sau. Tức là cái cơ thể của mình với là cái người bạn đồng hành thân thiết, gắn bó keo sơn, không thể tách rời cho đến khi cái chết chia lìa với tâm trí của mình. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta, ý muốn của chúng ta, tức là tâm trí của chúng ta mong muốn thay đổi, mong muốn thiết lập một thói quen mới, thì bạn hãy nhớ rằng là bạn cần phải yêu thương cơ thể mình hơn này, bạn cần phải đối xử tốt với cơ thể của mình hơn, mình cần phải biết nói cảm ơn với cơ thể của mình. Đôi khi mình sẽ cảm thấy ngán, sẽ cảm thấy mệt mỏi và sẽ cảm thấy dễ bỏ cuộc giữa chừng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cơ thể của bạn chưa thể quen được với cái thói quen, bạn cần 21 ngày là ngắn nhất để cơ thể có thể quen được. Và tâm trí của chúng ta, những cái phản xạ của chúng ta cũng cần phải có 21 ngày để có thể quen được với một thói quen mới. Biết ơn chính cơ thể của mình, biết ơn chính cái người bạn đồng hành của mình, biết ơn chính những suy nghĩ của mình, đó là một điều vô cùng quan trọng khi bạn muốn thay đổi. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những người mà muốn có năng lượng cao, chúng ta cần phải lấy năng lượng từ các loại rau củ quả thực vật. Nó gần với mặt trời, thay vì chúng ta ăn
không ăn được năng lượng ánh sáng, thì bây giờ chúng ta sẽ ăn cái năng lượng ánh sáng nhưng ở dạng lỏng, được chuyển hóa vào các cái loại rau củ quả, thân cành lá đến từ thực vật. Còn loài người của chúng ta là ở cuối của chuỗi mắt xích thức ăn, và theo cái quy luật của một cái từ rất là sinh học, quy luật của một hệ sinh thái, thì cứ qua một cái mắt xích thì mức năng lượng lại được bị giảm bớt. Cho nên nếu chúng ta ăn được những loại thực vật như vậy thì cái năng lượng của chúng ta sẽ rất tốt, và nó rất phù hợp với những người mà có những yếu tố về tâm linh này, những người mà thiên về hành thiền này, thiên về yoga này, thiên về làm việc thiện này, thì nó lại thiên về ăn chay này, thì nó rất là phù hợp với cái cách ăn uống này. Tại vì thường ấy, chúng ta nghĩ là ăn chay là chúng ta hay nghĩ là chúng ta nấu lên, chúng ta chế biến lên. Nhưng mà mình hãy, kể cả bạn ăn chay, bạn hãy thay một cái bữa ăn nấu chế biến bằng một cái bữa đến từ những cái loại thực phẩm tươi này, bạn cũng sẽ thấy rằng là cơ thể của bạn được cung cấp đầy đủ chất hơn. Có những người ăn chay và ăn chay trường và họ hướng Phật, và họ có thể là họ gần như nói là đi tu, và họ không còn sống cùng với gia đình. Có những người thì mặc dù ăn chay nhưng mà mọi sinh hoạt trong gia đình vẫn bình thường, tức là mọi sinh hoạt vợ chồng vẫn bình thường, thì đây cũng là một những cái cách mà mình ăn, mình bổ sung vào đúng cách để cho nhu cầu sinh lý của mình không bị thay đổi trong cái quá trình mà thực hiện ăn chay. Mẹo số 7 chính là một cái mẹo liên quan đến cái việc hít thở. Anna có một quyển sách là Phương pháp giảm cân Yobo, và trong quyển sách đấy thì Anna có nói rằng là cái hít thở là vô cùng quan trọng. Khi bạn biết rằng là mỡ lúc nào được kích hoạt rồi thì bạn sẽ biết rằng là mỡ nó thải qua đường nào. Và nếu như mà bạn quan tâm đến cái phương pháp giảm cân Yobo thì bạn hãy chờ đón ra cái ngày ra mắt cái quyển sách này nhé. Và bạn biết không, cái việc hít thở không những là đưa oxy vào cho chúng ta duy trì sự sống đơn giản đâu, mà nó còn giúp cho chúng ta này phòng ngừa ung thư, đủ oxy, phòng ngừa được ung thư, đủ oxy, phòng chống được những cái triệu chứng viêm, đủ oxy, giúp chúng ta trẻ hóa, đủ oxy, giúp cho mọi quá trình trong cơ thể của chúng ta có thể sống sót, tồn tại, và cơ thể của chúng ta có thể tràn đầy năng lượng được hay không, nó do oxy rất là nhiều. Do đó, bạn hãy tập những cái bài thở trong thở thiền, bạn tập những bài thở trong yoga, bạn hãy tập là bạn có thể search kênh YouTube, bạn sẽ ra một cái người vô cùng tài năng đã được có rất nhiều những kỷ lục Guinness, đó là Wim Hof. Và với ông Wim Hof này, ông có một phương pháp thở rất là hay, thở và nhịn thở luân phiên để có thể cung cấp được oxy và cái nồng độ oxy luôn luôn tối đa ở trong cơ thể mình. Hoặc là những cái phương pháp thở chậm, hít sâu và thở chậm trong yoga, kèm với cái việc mà mình quay trở lại, mình trò chuyện, mình quay trở lại bên trong để trò chuyện và trở về với bản thân, cái bản thân thực sự của mình á, cũng là một trong những cách mà giúp cho bạn có thể bắt đầu, và mọi cái thói quen sinh hoạt của bạn nó bắt đầu phù hợp với cả cái thách thức của chúng ta. Cái mẹo số 8 là bạn hãy đi ngủ sớm. Bạn cần phải đi ngủ sớm, bởi vì là bây giờ mà bạn không đi ngủ sớm, bạn cũng sẽ thấy buồn ngủ sớm. Bởi vì khi mà những cái loại thực phẩm này nó được đưa vào trong cơ thể, tức là bạn cung cấp được cho cơ thể của mình rất nhiều những vitamin, dinh dưỡng, enzyme, và như vậy nó sẽ kích hoạt những cái hệ thống ở trong cơ thể làm việc đúng chức năng hơn. Như vậy nếu bạn buồn ngủ, bạn hãy đi ngủ sớm. Cái giấc ngủ mà quan trọng nhất có thể bắt đầu từ lúc 10 giờ. Còn nếu bạn không thể bắt đầu giấc ngủ từ lúc 10 giờ thì hãy nỗ lực bắt buộc mình có thể bắt đầu giấc ngủ vào lúc 11 giờ. Cái tip cuối cùng mà Anna muốn cung cấp cho bạn, tip số 9, đó là tất cả những gì bạn cần trong 21 thách thức 21 ngày này chỉ là một cái máy xay, một cái máy ép, cái máy mà cắt rau củ quả, những cái chén to để có thể trộn những cái loại salad và một số những cái nguyên liệu đến từ thực vật để làm những cái món bánh cho mình, làm những món mì cho mình, chỉ đơn giản như vậy thôi. Và Anna chúc bạn sẽ bắt đầu cái thách thức 21 này một cách ngoạn mục nhất nhé.